Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu cách giải thích quẻ số 50, quẻ hỏa phong đỉnh. Tiếp theo nội dung giải thích 64 quẻ dịch, thì hôm nay chúng ta nghiên cứu quẻ số 51, đó là quẻ thuần chấn. Cùng với đó là các ví dụ minh họa về việc vận dụng cái cách giải thích ý tượng của quẻ chấn. Chúng ta đi vào nội dung bài học. Quẻ thuần chấn, tôi lấy ý tượng đại diện là động dụng để neo cho ý tượng của quẻ thuần chấn. Quẻ thuần chấn có tượng là trùng trùng chấn kinh chi tượng, tượng khắp cùng giới động. Cách giải thích thứ nhất của quẻ chấn, thì đây là cách giải thích tại sao quẻ chấn nó được xếp tiếp theo quẻ đỉnh. Đó là bởi vì đỉnh là cái vạc, mà vạc là một cái đồ dùng quan trọng trong nhà, làm chủ giữ nó không ai bằng con trai trưởng, cho nên sau quẻ đỉnh tới quẻ chấn. Cách giải thích này có vẻ hơi khó hiểu. Tôi xin đưa ra cái ví dụ như sau để các bạn có thể hiểu được cái ý của câu này là gì. Chúng ta biết rằng cái bộ sách kinh dịch, cái tư tưởng, cái triết lý của nó là một trong những cái nội dung được tầng lớp thống trị phong kiến xưa thường vận dụng vào trong việc trị quốc. Có lẽ là vì cách giải thích này mà thời phong kiến, lúc nhà vua có ý định lựa chọn cái vị trí thái tử, khi nhà vua hỏi ý kiến các vị đại thần thì thông thường là đa số các vị đại thần ủng hộ người con trai trưởng của vua lên làm thái tử hay là chữ quân cho tương lai. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng, ở các triều đại phong kiến thì cái việc lựa chọn con trai trưởng của vua làm người kế vị thì có phải là hợp với đạo trời, hợp với triết lý của kinh dịch hay không? Phải chăng người con trai trưởng sẽ làm vua tốt hơn so với những người con trai khác? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải làm rõ cái ý nghĩa của cách giải thích quẻ ở trên. Chúng ta phải biết rằng, kinh dịch là một môn triết học xã hội. Cái lời giải thích ở trên nó chỉ là một cái dạng hình ảnh để giúp chúng ta dễ dàng suy luận cái hàm ý của cổ nhân. Ở cách giải thích trên, chúng ta có thể hiểu rằng cái câu vạc là đồ dùng quan trọng trong nhà, nó mang cái hàm ý là gì? Vạc là cái gì? Là cái tài sản, là phương tiện, là đồ vật, là sự vật nói chung cực kỳ có giá trị, nó rất quan trọng. Mà vạc dùng để nấu thức ăn, nó là cái dụng cụ để duy trì cuộc sống, nó ảnh hưởng tới sự sinh tồn. Do đó, nó còn thể hiện cái ý là gì? Là sự vật rất trọng yếu liên quan tới sự sinh tồn. Từ đó chúng ta có thể hiểu ý của câu này là gì? Là sự vật hết sức trọng yếu quan trọng. Ở câu làm chủ giữ nó không ai bằng con trai trưởng, thì câu này chúng ta cần phải hiểu thế nào? Con trai trưởng ở đây có phải là con trai trưởng theo cái nghĩa đen hay không? Chúng ta cần phải hiểu rằng con trai trưởng không phải là con trai trưởng về mặt nghĩa đen. Đây chỉ là cái hình ảnh mà cổ nhân đưa ra để chúng ta dễ hình dung mà thôi. Chúng ta có thể hiểu rằng con trai trưởng là người lớn nhất trong số anh em trong gia đình, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong số các anh em, là người trải qua thời gian, rồi là được rèn giũa, được học tập và làm việc có nhiều kinh nghiệm hơn những người anh em khác trong gia đình. Do đó chúng ta có thể hiểu cụm từ con trai trưởng ở đây là ám chỉ người có tài năng tốt nhất trong số những người được lựa chọn. Mặt khác, cái cụm từ con trai ở đây chúng ta có thể hiểu là người nam là dương, mà dương tượng là gì? Là người quân tử. Người quân tử ở đây có thể hiểu là người có phẩm chất đạo đức tốt. Chữ trưởng ở đây nó có ý nghĩa là gì? Là lớn nhất. Tức là chúng ta cần phải hiểu cái cụm từ con trai trưởng ở đây chính là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất. Kết hợp hai ý ở trên, chúng ta có thể hiểu cụm từ con trai trưởng ở cách giải thích quẻ ở trên đó là gì? Chính là ám chỉ người có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt nhất. Do đó, cái cách giải thích quẻ ở trên chúng ta có thể hiểu là gì? Là sự vật hay là thứ quan trọng nhất cần phải được trao cho người có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt nhất. Thì đây chính là cái hàm ý của cổ nhân. Đến đây, hẳn là các bạn có thể hiểu được cái ý nghĩa của cách giải thích này. Nó là cái gì? Và chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi nêu ở trên. Vận dụng cái triết lý này thì chúng ta thấy rất nhiều trong thực tế.
Đặc biệt là vấn đề vận dụng triết lý này trong công tác tổ chức cán bộ, việc dùng người, lựa chọn người đảm nhận những vị trí, những cái chức vụ quan trọng, nó ảnh hưởng tới quyền lợi, đến sự sinh tồn của nhiều người. Chúng ta chuyển sang cách giải thích tiếp theo. Cách giải thích thứ hai, trên động dưới động là trùng chấn, là thuận động. Bởi vì chấn là động mà, thượng hạ đều là chấn, đều là động. Là khắp cùng dưới động, đây là cái tượng trùng trùng chấn kinh chi tượng. Vậy quẻ chấn nó có ý tượng là gì? Là động dụng thuận động chấn kinh sợ hãi do chấn động. Những cái vấn đề chấn kinh sợ hãi do chấn động này thì chúng ta có thể hiểu nó liên quan tới vấn đề gì về thần kinh. Là kinh hồn, là kinh khủng, là thần kinh, là tâm thần, là sấm sét rền vang, là động đất pháo nổ, vân vân. Cách giải thích thứ ba, chấn có hình tượng cái chén, cái lý lật ngửa để dùng xài. Thì chúng ta nhìn vào cái quẻ chấn thì chúng ta thấy nó giống như là gì? Cái hình cái chén. Gọi là động dụng, đang làm. Vậy quẻ chấn nó có ý tượng là gì? Là động dụng, là nằm ngửa, vân vân. Cách giải thích thứ tư, chấn có hình tượng cái chân đế, cái hào dương liền lạc ở dưới cùng ấy, là gì? Là mặt đất, là động, là bàn chân để đi đứng. Vậy chấn nó có ý tượng là chân, là đi đứng, là xe chạy, là chuyển động, là siêng năng, tháo vát, hăng hái, vân vân. Cách giải thích thứ năm, ánh sáng ban mai của mặt trời mới mọc, cái hào dương ở dưới cùng nó giống như là tượng trưng cho cái ánh sáng ban mai của mặt trời mới mọc. Mặt trời vẫn còn ở dưới mặt đất, tức là cái hào dương nó ở dưới hai hào âm, ví như là mặt trời vẫn còn ở dưới mặt đất. Từ đó chúng ta có thể suy diễn ra được ý tượng của quẻ chấn, đó là gì? Là dạng đông, là sức thức dậy, là thức tỉnh, là khởi dậy, khởi công, khởi sắc, khởi niệm, vân vân. Cách giải thích thứ sáu, một dương động dưới hai âm là chấn, là động, ví như là động dưới đất bùn. Thì ý động ở đây nó chỉ hào dương, dưới đất bùn nó chỉ là gì? Là hai hào âm. Như hạt giống nảy mầm dưới đất, động mạnh làm nứt đất để phấn phát vươn lên. Từ đó chúng ta có thể suy diễn ra ý tưởng của quẻ chấn, đó là gì? Là nảy mầm, là mọc lên, là vươn lên, là sức đẩy của nước, vân vân. Cách giải thích thứ bảy, nhất dương sinh tại hạ. Dương được lý, sinh động, sôi động, hoạt động, hành động, hưng phấn, phấn chấn, cử động, động đậy, nhúc nhích, ngo ngoe, vân vân. Cách giải thích thứ 8, một làn sét là hào dương dưới bầu trời âm u, tức là hai hào âm. Vậy chấn là gì? Là sấm sét, là kinh động, là kinh hoàng, vân vân. Trên đây là các cách giải thích quẻ thuần chấn. Chúng ta đi vào các ví dụ minh họa để chúng ta có thể hiểu rõ cái cách vận dụng ý tưởng của quẻ chấn. Ví dụ thứ nhất, chồng tôi bỏ nhà ra đi 2 ngày nay, hỏi rằng anh ấy có đi luôn không? Vào giờ chấn biến phục. Quẻ thuần chấn tôi lấy ý tưởng động dụng, quẻ phục tôi lấy ý tưởng tái hồi để neo cho ý tưởng của nó. Cái phạm vi tình lý cơ động ở đây là gì? Đó là chồng bỏ nhà ra đi. Chúng ta đi vào phân tích. Chúng ta xét quẻ chấn. Chấn có ý tượng là động dụng, là chân, là đi đứng. Cho nên chúng ta có thể biến ý động dụng thành là gì? Là đi. Đi như thế nào? Đi luôn hay là trở lại, hay là còn trở về nhà? Thì chúng ta xét tiếp quẻ địa lôi phục. Quẻ phục nó có ý tượng là gì? Là tái hồi. Là tượng gì? Đá trái bóng vào tường. Thì trái bóng làm sao lại phản ngược lại? Từ đó chúng ta có thể biến ý tái hồi này thành gì? Là trở lại. Chúng ta nối ý tượng của hai quẻ, chính là biến chúng ta được một câu trả lời cho câu hỏi đề bài, đó là gì? Là đi, chấn, rồi trở lại, phục. Tức là anh chồng không đi luôn, chỉ là đi tạm thời, đi rồi trở lại. Chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Cây đàn guitar của tôi khá cũ, nó hay bị sai âm dây đàn. Thì trước khi cầm đàn lên chơi, tôi tự hỏi là gì? Là liệu còn sai âm dây đàn hay không? Vào giờ chấn quy muội, quẻ thuần chấn tôi lấy ý tưởng động dụng, quẻ lôi trạch quy muội tôi lấy ý tưởng xôn xao để neo cho ý tưởng của nó. Chúng ta phân tích quẻ chấn. Quẻ chấn có ý tưởng là động dụng, là hành động. Cho nên chúng ta biến cái ý này
Thành là gì? Thành chơi đàn. Động, hành động, tức là lúc chơi đàn đó. Tiếp theo chúng ta xét quẻ quy muội. Quẻ quy muội có cái tượng là gì? Là gái về nhà chồng, tức là tượng cô dâu. Mà trước khi về nhà chồng thì trong lòng bấn loạn, hoặc là các thành viên trong gia đình loạn cả lên, là cái tượng gì? Rối ren, rối rắm. Trong cái phạm vi âm thanh dây đàn thì chúng ta có thể biến ý xôn xao này thành là gì? Là rối loạn về âm thanh, tức là loạn âm. Từ đó chúng ta nối lại thành một câu hoàn chỉnh, đó là gì? Đó là âm thanh hỗn loạn, quy muội, lúc chơi đàn, chấn. Tức là dây đàn cần phải được điều chỉnh lại. Hay là gì? Là dây đàn vẫn còn bị làm sao? Sai âm. Tóm lại, bài học về cách giải thích và ví dụ minh họa về quẻ thuần chấn đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.